Từ ngoài lưỡng thịt đây. Ôi đi mẹ bếp tắt rồi này. Ăn nè. Nóng lên. Ui vãi lộn, thịt cháy hết rồi ông ạ. Ui rồi, thịt cháy rồi. Ăn tại rán. Đốt lửa lên. Đập đá đi. Đốt tiền đi không? Cho tiền mà đốt đi. Đốt tiền đi. Tôi bỏ thịt rồi nhá. Thịt tôi nhiều ấy lìn ra. Ui. Đi coi mẹ. Tại sao? Ui, bù khú đi còn gì nữa. Ui, tự hưởng cho mình một chiến thắng. Đầy luôn máu, ui, đầy luôn thịt này. Này, hai anh em làm quả bếp lửa to to đi. Làm quả bếp lửa này nhỏ quá. Từ uống nước ạ. Tôi phải đi cặp đốt gần gần đây này. Ui. Làm xong rồi. Bây giờ mình làm một cái còn dây không? Không. Hết dây rồi. Hết dây rồi. Ui, anh đây xong rồi. Hãy rồi ông làm cái đéo gì đấy. Nước. Thử nước mưa. Ừ, uống nước sạch. Ừ nhờ. Có vẻ là có lý. Đấy chưa, ông nhìn thấy chưa? Cái bếp lửa nó bị tắt này, bếp lửa này mới không bị tắt. Nhưng mà nó không nướng được. Ừ thì thế thì mình phải làm hai cái không hiểu không? Sao từ nãy giờ anh em mình không thấy thổ dân nhỉ? Đi nhẹ, giờ mình đang chui rúc này, tí nữa ra đánh nhau với nó mệt. Đây này. Đâu ở đâu? Đây này. Đấy tôi làm xong mẹ rồi không ạ? Ơ, làm xong rồi sao xong đốt được nó lên nhỉ? Tại sao? Ơ sao ở đây có nước uống vậy? Tôi đều biết được. Hình như tôi để nó uống ra nước rồi không ạ? Ở đây, e này. Đâu, e là uống nước. Ơ đi mẹ, sao ở đây có nước? Tôi đều biết được. What the fuck? Cái này đều đốt được. Mẹ, chỗ này đéo đốt được nửa không ạ? Chỗ này để đựng nước ạ, đéo hiểu. Cái này phá rồi. Rồi, mất hết rồi. Đấy, chỗ này có nước uống này. Con mẹ kiểu. Mẹ, đây. Công làm bao nhiêu quá hết ạ? Lát à? À. Nè, ôi. Chỗ này uống được nước này. Tôi có lại chơi hay cực. Mày tặng là đái ở đây rồi đi. Thôi nhìn này. Đấy, cái này đi, lấy cái này đấy. Đây này, nhìn nhá. Đi là tôi có cho này hay hơn này. Nhìn nhá. Đấy, nhìn này. Cái lồi đấy. Đấy, đấy ông nhìn chưa? Ông nhìn thấy chưa? Đấy, nó gọi là pháo sáng rồi hả? Đại xuống sông đi. Ôi đi, không lẽ nó cứ cháy. Đâu, tôi xuống sông rồi mà, tôi có cháy được đâu. Yeah, đấy, trò đấy hay hơn nhiều. Ông ơi, có stick không? Để vào đây đây. Đây, đây, đây. Đẹp ngay. Hai thằng châm lửa đốt ạ. Tôi hiểu, hít hè, đốt tiền đi. Sáng quá rồi. Sao từ nãy giờ anh em mình đéo thấy ấy nhở? Không thấy ấy đâu. Không, tí nữa. Tí nữa đấy, tôi mệt. Thôi, đi ngủ đi. Thế mình phải cắm đuốc nhá. Nhà thằng nào đấy lo nhá. Mẹ cái thằng ngu. À, thử bắn con cá nó có chết không? Thôi anh em làm đống lửa to đi. À, nó chết này. Em ơi, tôi bắt được cá này. Ừ, bắt được cá mà. Thử bắn nó chết không ạ? Không, bắn đâu, nhìn này. Ờ. Từ từ. Ấy, thấy chưa? Thấy chưa? Bổ chết rồi mà. Chưa thấy gì? Bổ chết mà. Đâu, thấy đâu? Ơ, tôi bổ nó đâu, chết rồi. Đâu, thấy đâu? Đấy. Ông bị điên. Ấy, thấy. Ông đang uống nước mà. Ai cả lột lúc nào. Đây này, nhìn nhá. Nhìn tôi cầm thịt cá rồi xem. Đây này. Thấy chưa? Thấy không? Tôi cũng có. Đó. Đấy. Thịt cá đơn giản. Cá đây cá. Cá đây cá. Cá đây cá. Cá đây cá. Thịt cá sao con cá này không chết rồi. Hai con cá đều có sát thương. Cá mình có sát thương không? Phải lấy cá vẩy cá à? Mày này. Ôi, tôi biết rồi. Đúng. Đi cà phê đi anh ạ. Ok rồi, đi cà phê đây. Đạp đề quá. Ôi té đi ông. Một cái đống lửa to này ông bị làm ra bao giờ. Làm đấy để tối cho nó cháy sáng. Ông tắt lửa rồi. Tôi bảo nó sập mà. Điền thì nó sập. Bạn đéo tin tôi à? Bạn cười à? Tôi tin bạn, đéo tin bạn luôn đấy. Sao cũng bạn. Thì bảo là nhà trên cây đéo ngủ được. À nó sập này. Anh đã đổ rồi. Đéo chặt chuẩn rồi. Đéo đổ ở nhà. Đây, tôi chặt nhá. Từ từ.
Bạn làm xong cái chưa? Nhìn này, nhìn này, nhìn này, từ tôi chặt xem nó đổ vào nhà bạn đâu nhá. Bạn làm xong cái cắt cùng cung chưa? Nhưng mà các bạn nó có đổ vào nhà hay không cơ? Đây, tôi phụ bạn chặt luôn rồi. Đổ đi. Ôi, đi cái mẹ đổ sang bên kia. Đéo hiểu sao. Ôi, đi chặt đi mà xây cái đống lửa đi, còn đi nhà tiếp nào. Ơ, xây xong rồi mà. À, cái thiếu stick thôi. À, tôi phải chứng minh cho bạn thấy cái nhà này đổ được, bạn đéo tin tôi à? Bạn cứ chặt thoải mái đi. Mẹ, xong lúc đấy tôi phá con mẹ đẻ rồi, bạn nó chưa xong đâu. Nhìn thế này, nhà bạn sắp sập rồi đấy. Các bạn nó đéo đổ ở nhà thôi. Bạn ơi, phải xem cái nhà đâu. Đéo đổ ở nhà, thấy chưa? Rồi, sập, sập luôn, tôi thấy các bạn rồi. Các bạn, nó sập rồi. Tôi đéo hiểu, đi nhà tôi thì đéo sập, nhưng mà đi cái chỗ tôi nó vừa xây ra nó bị sập ạ. Còn rồi khi nó đéo đổ ở nhà bạn cười à. Ừ, chết cười luôn ạ. Còn mẹ. Bác gọi anh em F5 đi. Hiện lại với tôi lại tôi đéo xây đâu mới đi chỗ khác rồi. Bất công xây rồi lại sập mẹ ra nhà. Chán á, khổ nghĩ mà chán. Thế bạn đã tin tôi là nếu nó đổ nhà bạn sập chưa? Nó đéo sập được bạn hiểu không? Trời, bạn nếu tin là thật, nếu nó đổ nhà bạn, nhà bạn sập đấy luôn. Mẹ chứng minh là điện mẹ mày cái ống củi của bạn vừa sập đấy. Đấy thôi nghiệp quật đấy bạn hiểu không? Chưa thấy làm một cái gì cả. Ôi, mẹ mày tại cho bạn có phải dọa tôi ông hiểu không? Tôi đang xem mải xem nó làm sập nhà tôi. Cuối cùng thì mẹ hai thằng xây đống lửa xong thì mẹ cái đống lửa lại sập. Ô này, thế lại vô dụng. Trên này có mấy cái vali này. Ôi bên này có nhà đéo này, anh em ra đây. Tôi đừng đi mẹ chỗ đấy, tôi có tôi nhớ là có thằng mập đấy. Sợ đéo nè, anh em ra chơi đi. Có Phương Mập. Có Phương Mập. Anh em mới có hai người mà sợ gì đúng không? Bạn nhìn nó to gấp đôi người hai anh em mình luôn đấy. Phải sợ gì? Tôi như kiểu mẹ mình một người anh đi lúc nào phải đi làm mấy thứ này. Ui, ông ơi. Ồ, sau này có mấy bo mạch như ổ mên miết các thứ này. Ờ mấy cái đấy thì sau là chế bom đấy. Dạ. Này ông ơi ra lấy lốt này đi, tôi bị đầy đồ quá rồi. Ui. Uầy, còn núi tuyết kìa. Ừ, mình phải sang núi tuyết làm cái gì không kìa? Có, thì sau sang cái đấy ấy. Thì lại anh tôi vô dụng, làm một đang như chứ. Ui, ở trong đây có bảng đéo này ông ơi. À, tôi nhặt được cái đéo này ông ơi. Đấy luôn. Tôi đầy mẹ tài liệu đéo gì này. Đâu? Ô, đâu rồi? Đây này. Ôi, vãi luôn, vừa ra tài liệu khác mà. Anh em đọc chung đấy. Đấy, rùa 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 rùa. Hello rùa. Ơi, lấy cái mai về chế. Lấy mai về trượt một trượt à? Lấy cái mai về chế ấy. Anh nhìn gì không? Chặt chặt nhau xong con rùa, đéo hiểu. Đéo hiểu. Cũng chặt cái đéo gì vậy? Chết chưa? Thôi đéo biết nó chết chưa? Thì chết mẹ rồi. Nhưng không hiểu. Ơ, bạn này. Nhìn gì không? Cái lồn ở đây. Ôi. Nhìn gì không? Hả? Ê, ông ơi, thổ dân này, thổ dân này. Thổ dân kia. Ờ, bắt nó đi, bắt nó đi, bắt nó đi. Đây, đi, thằng to xác kìa. Đây này. Điên à, thằng to hơn. Ơ, đi, nó chạy đến cái bạn kìa. Ừ, ra hỏi thăm đi bạn. Ôi, sao bạn bắt nó rồi? Bạn đéo thân thiện thế nào kìa, bạn cười nhỉ? Ê, vợ nó ra kìa bạn ơi. Đâu? Ui, con ở đây. Chết. Mày tôi bắn kịp nhá. Ôi, ôi, nó đánh tôi bạn ơi. Tôi chết rồi. Kìa nó chạy kìa. Nó chạy rồi bạn ạ. Nó lại chạy. Đang đánh nhau lại chạy. Ui tôi bắn trúng rồi này. Kêu gì mà kêu. Ui tôi giết được con đứa. Tôi sẽ giết một thằng rồi. Ông ơi hủy bố nó chết đi. À, tôi lột quần. Nó chưa chết đâu. Chết rồi. Nhìn tôi vắt xác. Thôi để cho nó hai vợ. Đây là. Cho hai vợ chồng nó nằm với nhau đi. Đây là lời. Đây là mẹ mày lời cảnh báo thổ dân đấy. Này ông ơi. Ôi vãi của tôi nhìn bọn này kiểu bọn này thân thiện lắm ông ạ. Tại ông còn nói chứ, bọn nó thân thiện mà. Ông nếu làm quen nó chưa chịu ông bắn nó rồi. Ông nếu thân thiện thế nào. Ngửa tay ấy. Ui ông ơi, mẹ quân nó đến kìa. Đấy, mẹ cả dòng họ nó đến kìa. Tôi ăn lồn rồi chạy thôi, thì mẹ thân anh ấy lo. Ơ, nó chạy đâu ấy, nếu phải chạy ra chỗ mình. Thế này, kìa mấy thằng nó chạy đi đâu rồi kìa. Ơ kìa, có đứa kìa. Đâu? Ừ. Tôi ném rượu nó nhá. Ừ, được. Ôi ba đứa cơ, mẹ nó cầm con giáo. Chơi đấy bạn. Ừ, tôi ai gì? Tôi chân vào đã.
Nó nhìn tôi rồi. Ô đi mẹ tôi, quên tôi không tâm rồi. Bạn phế với rồi đi các bạn. Sao bạn phế? Bạn ra chào đi. Ra chào đi bạn. Bạn làm quen chứ. Ừ, bạn ra chào đi. Bạn làm quen đó chứ. Uống mẹ rượu. À từ từ bạn ơi. Làm cái đống lửa, làm đống lửa đi. Bạn ra chào làm đi. Làm đống lửa bạn ơi. Làm đống lửa đi. Làm đống lửa. Đút đá mà. Ok. Ê đi mẹ, mày không ai đùa như vậy nhá. Ê bạn ơi, có đứa con gái này làm quen mình này. Bạn ra chào đi. Này, nói này, bạn... Hey, hello. Ơ, bạn ấy chạy rồi, bạn ấy ngại rồi bạn ạ. Bạn đéo làm quen mình. Từ giờ để tôi giết nó luôn. Đây này, có cảnh cháu cần à mày. Quay về bạn. Đéo gì vậy? Tôi lại giết nó. Láo thế. Ui, bạn ơi, nó đánh tôi này. Sao nó chả đánh mẹ thì sao? Nó biết gõ bạn ạ, đi mẹ nó lộn kinh khủng lắm. Ôi, ui đấy giờ thì bạn nó lộn kinh khủng. Ôi mẹ mày tâm được cắt sinh. Lấy cái răng. Bạn ơi. Mày bỏ xác này vào đốt. Xác này vào đốt lấy xương. Nhà xác này vào đốt. Lấy xương. Ơ. À đấy. Nó vào. Ơ bạn ơi còn đứa con gái nữa mà. Alo, tôi quay hàng nó chạy mẹ rồi. À, thế hàng bạn đều quá. Hàng bạn đều hấp dẫn rồi. Thế, nhân vật này nó phế quá, cu nó bé, nó không chân thật tí nào. Ôi mẹ nó sau bạn kìa bạn ơi. Ui đâu. Nó đến trả thù với bạn ạ. Ta làm quen đi bạn thôi. Bạn tin tưởng. Thôi bạn ạ bạn. Tôi bắn nó phát vào đầu rồi nhá. Rồi bạn bắn đấy. Cái đất. Ôi. Mẹ con này không mặc đồ sao ấy. Bạn nó ra làm quen nhá. À mày đi. Ôi nhìn mông tôi này. Hello. Con này gầy quá. Ôi, bạn giết con mẹ đi, nó kêu nhiều quá. Sát sinh đấy, bắt đầu sát sinh đấy. Mẹ thằng này nó cầm gỗ khúc gỗ rồi bạn giết nó. Đi, đánh tôi bạn. Chết. Không được sát sinh. Xăm ba. Xăm ba với thằng này. Dễ không mà. Ôi, được rồi. Chết rồi đấy. Này, ui, kinh nữa rồi bạn ạ. Kinh tới đâu rồi? Mất mẹ anh cùng rồi. What the fuck? Bạn chạy đâu rồi? Còn nào đưa tao cái cục được không? Đang đi thật cung. Bạn bắn cung thôi, đéo biết cung bay đâu à. Bạn ơi, còn người bạn ơi, chúng nó đến hội gọi quân đến này. Ủa vãi lồn, không đông thế thì tôi mẹ rồi. Ui, đổ đi, mẹ đừng. Còn 2-3 thằng nữa. Vãi lồn, mẹ. Thằng mẹ ta nó điên lắm đấy, chúng mày đừng gọi nó. Đấy nữa là nó sát sinh đấy. Ui, đi con đánh tôi bạn. Còn lại ui, đi con đánh tôi. Mẹ ta bắn thằng này cho. Ui, rồi. Ủa chưa ta bảo rồi, chúng mày đến đây làm nhẽ gì vậy? Vãi lìn. Bạn tao nó sát sinh đấy thì mẹ đứng lên làm lồn gì đấy. Bây giờ tao phải đốt xác chúng mày. Nghiệp quật chết. Bạn ơi chúng nó lại chuẩn bị dù gọi hội đến đấy. Bạn ơi tôi bị yếu máu rồi. Ăn thịt đi, ăn thịt đi. Tôi cũng lên bán đi. Ui, hai thằng nữa bạn ạ. Đâu đấy. Nhìn mẹ nó gọi cả họ là nó ra giết bạn đấy, còn cái đéo gì nữa. Từ để tôi sẽ... Ui kìa, bạn ơi, đánh nó thôi. Ui, đi. Con béo gì? Ơ thằng kia đâu rồi? À đây. Đây rồi. Đâu? Ôi nó chết mẹ rồi. Bạn ơi. Anh nhanh lại cung. Ơ còn một thằng nữa đâu? Ôi. Thằng kia nó về nó gọi cả nhà nó ra rồi. Nó gọi cả họ ơ, ra rồi. Có cái áo. Ơ bạn sao bạn cho mình mượn cái áo mà. Bạn chết đấy. Bảo về đi rồi. Đi về nhà uống nước đi, đi về nhà uống nước đi, tôi khát nước rồi. Được. Tôi có lọ rượu này cho bạn uống này. Uống rượu được không? Vứt ra kiểu gì? Ấn cái khay ấy, xong rồi là ấn cái rượu ghép vào nhau như ở chế đồ ấy. Đéo có cái khay. Đó rồi, bạn đéo có cái khay á? Ừ. Khay này này. Ném cho mình cái khay, đâu, ném kiểu gì? Bạn biết không mà mỗi người đều có mà. Ui, bạn tớ sắp chết rồi bạn ạ. Á lồn, bạn ơi kiếm cho tớ nước đi. Ơ, làm cái bi đông kiểu gì câu? Ơ, thì phải chỗ này chỗ nào? Bạn ơi kiếm cho tôi cái hồ. Anh cứ đang đi rồi à. Về nhà mình có hồ đây. Ơ vãi lồn, cái đuốc này nó phế thế. Cái đuốc này nó đéo ơi, sáng không tôi ạ? Tôi chết mẹ rồi bạn ạ. Phải thị lột ạ. Ôi xào bom về nhà đi. Ơ nhưng mà thế đồ tôi mất hết à? Ơ chỗ này nước này. Phải lồn. Anh có nước này. Chết rồi. Có nước này. Ủa cái gì còn mẹ à.
Đứng trước cửa thế này hàng chết ạ. Đi thôi mình bú vậy. Đeo hiểu được gì. Bạn ơi, tôi mất hết đồ rồi này. Ai lột, tôi có thể ra đặt đồ được không? Có. Nhưng mà bạn ở đâu? Ui, tôi ở máy bay luôn chứ. Ờ, bạn không lưu ở kia. Có mà. Thế thôi, để tôi là anh. Mà tôi đeo biết đồ bạn ở đâu. Thấy bạn này này. Đang có hiện đâu? Đây, đây bạn ơi, đây là tôi đây mà. Ờ, nhưng mà nó có hiện cho bạn thấy đâu? Có. Đi. Bạn cầm cục đá nhìn hèn rồi. Nhìn hèn vậy rồi. Nhìn hèn vậy rồi. Ui, đâu? Hồ nước đâu? Nước không? Bạn ơi. Ờ, nước ở đây, vãi cứt đã tôi bảo rồi, mẹ từ nãy giờ tôi cứ bú nước thôi. Đâu? Đâu rồi, nước đâu rồi? Nước đâu? Đâu? Nước lại đâu rồi? Mẹ bạn, bạn phế vết lột. À đây rồi, tôi ăn được cái này bạn ạ. Ui, tôi cũng đang lạnh này. Sao lại anh phế vãi lột, mẹ tôi có chết đéo đâu. Phế bởi vì đéo cứu được bạn. Thì tôi bảo nó đi về sớm, nó đéo về. Mẹ. À đây rồi, cái bạn làm đây rồi. Về được nhà bạn ơi. Đâu? Nồi lửa lên. Rồi căn nhà yêu thương nó ấm áp hẳn lên. Đốt lửa lên. À đây rồi, thức ăn này rồi. Có thịt à? May quá, là mình thịt được. Ui, bạn nhìn thấy có vũ khí như xịn không? Nhìn này. Ơ, có cái nhà ở trên cây rồi. Bạn nhiều vũ khí của tôi chưa? Có là con đéo gì đấy. Cái đéo gì vậy? Ô, thằng tổ dân kìa. Thủ dân tốt. Tôi ra tôi chào nó đây. Hello anh. Tốt rồi bạn. Bắt đầu anh nhìn thằng bạn em vậy. Ô, đéo phải tốt đâu, đi coi mẹ nó khe tôi. Tốt rồi bạn, bạn ra làm quen đi. Chạy thôi. Phải lần bạn bỏ tôi đánh nhau nó à? Ờ, nó lại đánh nhau làm gì, nó có đánh mình đâu. Bạn ba thằng đấy bạn. Đi chết rồi. Tôi chết rồi bạn ơi. Nhảy xuống sông đi. Để đánh nhau với nó làm gì, bọn nó là tốt mà. Đã lột bạn. Tôi xạ thủ cho. Tôi đứng như thế này. Sao thằng này. Đấy, một thằng chết rồi đấy. Nhảy nó vào đống lửa đi. Này, mấy thằng này. Thủ gì đi, thấy chưa? Bạn thấy kìa, tôi cầm lên tôi đập chết ngay. Ô, nó đã chạy rồi. Mày. Mày với tao rồi. Chúng ta thằng bạn tao rồi. Thấy chưa? Ui, một thằng chạy rồi không ạ? Một thằng chạy rồi. Đã lột nó gọi cả họ nó ra đấy bạn ạ. Còn mẹ nó gọi cả họ ra rồi. Thôi xong rồi, Nhé thằng này vào lấy xương này. Bạn đốt lửa đấy nhé. Đó, đây là cái chim. Ít mẹ. Mình thấy tôi yêu thiên nhiên ạ. Nhưng mà con chim này gần là tôi giết rồi. Nó lên rồi bạn ơi. Bạn này. Đi con. Nó đang sinh dạ. Nó đây này, nó đây này. Úi giời ơi. Ui, thằng này mông đẹp đấy. Được đấy. Ơ, nó có cái đéo là gì ở trên lưng này. Nó có cái giống kiểu tộc trưởng đấy bạn. Bạn hiểu không? Ui, cái đấy là cái gì đấy, tổ chim à? Ờ, tôi nuôi tôi chim, à, tôi làm gì? Uầy. À, nhặt mấy danh sử tích nhỏ là